Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998. Tập 62. phật ở đây dạy cho chúng ta phương pháp chúng ta phải nhớ kỹ thị chư quyến thuộc đương tu thiết đại cúng dường chuyển đọc tôn kinh niệm phật bồ tát danh hiệu như thị thiện duyên năng lệnh vong giả ly chư ác đạo chư ma quỷ thần tất giai thoái tán ở trong đây mấu chốt là đại cúng dường Người thân quyến thuộc có chịu làm hay không Có rất nhiều người bị chứng đảng trí Xa xúc trí nhớ Nơi thật ra Đều là những trưởng giả rất giàu có Gia đình giàu có Người thân quyến thuộc của họ Bận rộn tranh tài sản Ai còn đi làm việc cúng dường lớn cho họ chứ Sống chết không có ai hỏi cả nghĩ đủ mọi cách để đoạt tài sản người này thật đáng thương bị đi vào ba đường ác rồi nếu như người thân quyến thuộc thực sự là người thông minh người rõ lý muốn cứu họ thế thì phải đem toàn bộ tài sản của họ đem ra để tu đại cúng dường Giống như bà La Môn nữ và quan mục nữ phía trước đã nói đến. Vì cứu mẹ đã đem nhà cửa, đất đai của mình thấy đều bán hết để làm việc cúng dường. Ngày nay thế gian này đến đâu để tìm người con hiếu thuận như vậy chứ? Bạn sẽ không tìm ra, cũng tìm không ra bạn bè tin cậy để ủy thác nguy hiểm vô cùng nguy hiểm vậy làm thế nào chi bằng hiện tại liền tu đại cúng dường trên kinh nói bạn tu lúc còn sống thì bạn được lợi ích trọn vẹn bạn mới có thể tránh khỏi bệnh khổ lúc tuổi về già như thế này hiện nay phải giác ngộ phải thật sự giác ngộ con cái không thể tin cậy được bạn bè cũng không thể tin cậy được người thân đến cỡ nào đến cuối cùng họ cũng trở quẻ không thể tin cậy được thật sự có thể tin cậy được là chính mình nhưng lúc mình vẫn còn khỏe mạnh hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta phải chăm chỉ tu đại cúng dường hết lòng hết sức mà cúng dường cách tu cúng dường phải như thế nào việc này phải có trí huệ phải gần gũi thiện tri thức tu hành bất luận là hiển giáo hay mật giáo tông môn hay giáo hạ tại gia hay xuất gia Điều kiện tiên quyết Là phải rõ lý Đối với đạo lý lớn về vũ trụ nhân sanh Mà Phật nói Không thể không hiểu rõ Không thể không hiểu rõ về hiện tượng của thập pháp giới Y chánh trang nghiêm bạn hiểu rõ rồi sáng tỏ rồi bạn sẽ biết cần phải tu đại cúng dường như thế nào nếu như trong tình hình cụ thể trước mắt của chúng ta mà nói Nguyên lý, nguyên tắc cơ bản của nó Là làm sao giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Chỉ thì việc cúng dường này là lớn rồi Làm sao giúp tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui lìa khổ là lìa ba đường ác lìa lục đạo luân hồi lìa thập pháp giới đây là lìa khổ được vui niềm vui chân thật là giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc các vị gì... các bạn có thể hiểu rõ rồi ngày nay cư sĩ lâm tịnh tông học hội là tu đại cúng dường Mỗi ngày Có hai giờ đồng hồ giảng kinh Đây là đại cúng dường Giúp tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Hiện nay niệm Phật đường mỗi ngày 12 giờ niệm Phật Là giúp mọi người lìa khổ được vui Đây là đại cúng dường cơ sĩ lý phát tâm hy vọng có thể thực hiện đại cúng dường dài lâu xây dựng thôn di đà tiếp đón người thập phương thực sự phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ tạo đầy đủ điều kiện niệm Phật cho họ. Đây là đại cúng dường. Ngoài ra những việc thiện khác chúng ta nhìn thấy không thể không làm cũng phải hết lòng, hết sức đi làm, cũng là thuộc về đại cúng dường như những thứ tai nạn ở khắp nơi hiện nay, nặng lũ lụt ở Trường Giang. Nặng lũ lụt ở vùng Đông Bắc Nộn gian Tù hoa gian Gây nên tai hại nặng nề Chúng ta nghe thấy rồi Chúng ta hết lòng hết dạ tu cúng dường Để cứu tai nạn này Không thể nói việc cúng dường này Có lẽ là việc cúng dường nhỏ nhoi Không phải Việc cúng dường này cũng là đại cúng dường Nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Phật muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì trước tiên phải bố thí kết duyên. Chúng ta đã kết pháp duyên, kết thiện duyên, với tất cả chúng sanh này Tương lai nhân duyên chính mùi Họ sẽ rất vui vẻ và tiếp nhận Phật Pháp Cho nên bố thí tài Là điều kiện tiên quyết Để Phật độ chúng sanh Thử xem tứ nhiếp pháp của Phật Điều thứ nhất là bố thí Tiếp đó là ái ngữ lợi hành đồng sự Xã tài tu phước Chỉ cần chịu xả Thì của cải sẽ ung ung kéo đến không dứt Cho nên tài vật Tuyệt đối không nên hà tiện Có tài vật phải biết bố thí Vui vẻ bố thí Thì người này liền có phước Người này chắc chắn không bị Thiếu hụt của cải Càng bố thí thì càng giàu có càng giàu có thì càng phải bố thí mấy năm gần đây kinh tế khu vực đông nam á bị suy thoái đời sống nhân dân khốn khổ nên thu nhập bị giảm sút rất lớn giá nhà đất sụt giảm mất hơn một nửa chúng ta đi ra đường nhìn thấy rất nhiều công trình đang xây dựng phải ngưng lại nhà cửa không bán được thế nhưng chúng ta hãy xem cư sĩ lâm thu nhập của cư sĩ lâm cũng bị ảnh hưởng thu nhập của các tín đồ ít đi nên việc quyên góp hỗ trợ cũng giảm bớt. Thế nhưng từ khi chúng ta khởi giảng kinh Hoa Nghiêm đến nay, niệm Phật đường khai khóa. Hiện nay cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, không những thu nhập của chúng ta không có giảm bớt so với trước đây mà còn tăng thêm hiện tượng hưng dượng của cư sĩ lâm rất nhiều người nói với tôi đây là điều trước đây chưa từng nhìn thấy vì sao vậy bố thí càng bố thí càng nhiều Phật nói những lời này ở trên kinh Chúng ta ở nơi đây tận mắt nhìn thấy rồi Bạn bố thí tài Thì tài ung ung kéo đến không dứt Bạn bố thí pháp Bạn chắc chắn được tăng trưởng thông minh trí huệ Bạn bố thí vô úy Thì nhất định được khỏe mạnh trường thọ Toàn bộ Phật Pháp nếu quy nạp trở lại Chính là một từ bố thí Trong bố thí có bố thí tài, bố thí Pháp, bố thí vô úy Chúng ta ai cũng hy vọng là được giàu có, được thông minh, được khỏe mạnh trường thọ Nếu bạn không tu nhân thì làm sao bạn được thọ quả báo chứ Chỉ cần bạn chịu tu nhân thì nhất định được quả thiện Đây đúng như lời trong nhà Phật nói, trong cửa Phật có cầu ác có ứng. Tôi rất hy vọng các đồng tu niệm Phật tất cả các nơi trên toàn thế giới. Hy vọng mọi người đến nơi đây để tham học lời phật nói trên kinh những gì tôi giảng trong giảng đường giảng không rõ ràng giảng không minh bạch bạn nghe xong cũng rất khó hiểu ra cần phải đến nơi đây để đích thân trải nghiệm bạn mới cảm nhận được lời giáo huấn trong phật pháp là chân thật không hư dối mới có thể tăng trưởng niềm tin của bạn tăng trưởng tâm nguyện của bạn khiến cho bạn tràn đầy niềm tin y giáo vụng hành tương lai của bạn sẽ tươi sáng rạng ngời gặp phải gian nan lớn đi nữa tai nạn lớn đi nữa bạn cũng có thể vượt qua một cách rất yên ổn Bạn nhất định sẽ không mất đi tâm thanh tịnh tự tại Đây là lợi ích đạt được trước mắt Khi chúng ta học Phật Trước mắt có thể được lợi ích thù thắng như vậy Lợi ích gì sao? là càng vô lượng vô biên hơn nữa trước mắt nhà phật thường nói là hoa báo tương lai là quả báo quả báo chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạc đó là sự thù thắng không gì sánh bằng cho nên phải biết tu đại cúng dường Phải gấp rút tu Không được chậm trễ Sau khi Cơ hội mất đi Gặp lại được Là không dễ dàng Người thật sự có trí huệ Có phước đức Không có gì khác Họ có thể Thấy ra cơ hội Có thể nắm lấy cơ hội để thành tựu vô lượng vô biên trí huệ phước đức của họ chuyển đọc tôn kinh đây chính là đọc tụng đại thừa mỗi ngày phải đọc thì mới không đến nỗi bị mê hoặc mới không đến nỗi bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài đọc kinh chính là nghe phật bồ tát chỉ dạy niệm phật bồ tát danh hiệu đây chính là trì danh niệm phật trong tu hành đó là phương pháp thù thắng nhất ổn thỏa nhất nhanh chóng nhất hiệu quả nhất phật ở trên kinh dạy chúng ta nhất tâm xưng niệm a di đà phật Bạn phải biết nhất tâm xưng niệm Bạn sẽ được tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Tâm không thanh tịnh sẽ sanh phiền não Phiền não liền tạo tác ác nghiệp Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Trí huệ mới tạo nên tất cả thiện nghiệp đây là Phật ở trên kinh khai thị cho chúng ta mấy loại phương pháp cảnh giới ở trong mấy loại này đều vô cùng rộng lớn như thị thiện duyên năng lệnh vong giả ly chư ác đạo tu phước báo lớn như vậy đây là tu phước trên kinh phía trước đã giảng rồi Những quyến thuộc Giúp họ tu phước này Sẽ được 6 phần 7 công đức Người mất chỉ được 1 phần 7 Thật sự có thể giúp họ rời khỏi ác đạo Vì sao vậy? Khi họ lâm chung Đầu óc hôn mê Không biết gì cả Chắc chắn đọa đường ác Lúc này chúng ta nói trợ niệm Trợ niệm cũng không thể giúp được gì Trợ niệm cần phải đầu óc tỉnh táo Vì mới có thể giảng sanh Ở trong tình trạng này thì trợ niệm không giúp được gì Họ không biết gì cả Mà trợ niệm giúp họ Họ cũng không niệm Phật theo bạn Họ cũng không biết Phật là gì Đây là lúc vô cùng đáng thương Sau khi chết Sẽ đi về cõi nào Đây là thời khắc mấu chốt nhất Nếu như người thân huyến thuộc của họ Không có tâm từ bi Không có trí huệ Thì họ sẽ vô cùng đáng thương Người thân quyến thuộc thật sự hiếu thuận từ bi rõ lý thì nhất định sẽ làm như thế này họ có thể thoát khỏi đường ác có thể sanh về ba đường thiện lúc lâm chung bởi vì họ có phước lớn như vậy nên những oan gia trái chủ những quỷ thần này tạm thời cũng không đến quấy nhiễu họ sẽ lui tránh ra tuy là lui tránh ra nhưng không có nghĩa là đã hết chuyện xong chuyện rồi họ sẽ đợi cơ hội khác để đến khi nào bạn mơ hồ không ai giúp đỡ thì họ sẽ quay trở lại cho nên các vị phải biết kết oán với tất cả chúng sanh là không bao giờ dứt ai sẽ chịu dễ dàng tha thứ cho bạn sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì tuyệt đối không nên kết oán thù với tất cả chúng sanh ở thế gian chúng ta gặp được một số người có ấn tượng không tốt đối với chúng ta nhìn thấy chướng mắt là oan gia trong quá khứ họ ác ý phỉ báng thậm chí là hãm hại chúng ta phải đối xử như thế nào phải dùng chân thành cung kính mà đối xử chúng ta phải dùng tâm sám hối để đối xử tuyệt đối không được có một niệm tâm ý báo thù nào bạn có một niệm báo thù thì mối oán kết này sẽ càng buộc chặt thêm đời đời kiếp kiếp báo qua báo lại không bao giờ dứt không bằng tiếp nhận hoàn toàn mà không có lời than oán không những không có ác ý đối với những người ác này chúng ta còn có ý kính trọng thì gút mắt này sẽ được hóa giải món nợ này sẽ tiêu mất, xóa sạch món nợ là việc tốt rồi. ở trong văn sao ấn quan đại sư dạy chúng ta luôn nghĩ là mình trả nợ thì không còn chuyện gì nữa rồi, không kết oán thù với bất kỳ người nào. chúng ta nên học theo cách dùng đức báo đức dùng đức báo oán thì chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều chướng ngại ở trên đường bồ đề ở thế gian cho dù chúng ta làm đủ thứ ngành nghề cũng sẽ giảm bớt đi những trở ngại Cơ hội thành công của bạn Sẽ tăng thêm rất nhiều Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Phải biết cách làm người như thế nào Xem tiếp kinh văn dưới đây Thế Tùng nhất thiết chúng sanh lâm mạng trung thời nhiệt đắc văn nhất phật danh nhất bồ tát danh hoặc đại thừa kinh điển nhất cú nhất kệ ngạ quán như thị mỗi nhân trừ ngủ vô dáng sát hại chi tội tiểu tiểu ác nghiệp hiệp đọa ác thú giả tầm tức giải thoát đoạn kinh văn này Nói cho chúng ta biết Sự đáng quý của việc tu thiện Cho dù thiện nhỏ Cũng hiếm có Hướng hồ là thiện lớn Thời khắc then chốt Lúc sắp mạng chung Lâm mạng chung thời Nhược đắc văn nhất Phật danh Nhất Bồ Tát danh lúc này đầu óc của người lâm chung nhất định phải thật sáng suốt như vậy mới có thể làm được lúc sắp mạng chung đầu óc sáng suốt biết rất rõ ràng minh bạch nếu như có thiện tri thức ở bên cạnh giúp đỡ họ chúng tôi có thể khẳng định Chắc chắn họ sẽ không đọa ba đường ác Người đọa ba đường ác Đều là người ra đi Đầu óc rất mơ hồ Đâu có chuyện một người rất sáng suốt Rất minh bạch Mà đi làm ngạ quỷ Làm súc sanh Không có cái đạo lý này Chúng ta phải biết là Người trạng thái tỉnh táo lúc lâm chung là rất ít rất ít thấy tám chín phần mười đều là mê mang bất tỉnh mơ mơ hồ hồ bạn nói xem đáng sợ biết bao Hễ là người đầu óc tỉnh táo lúc lâm chung Mặc dù tạo tác ác nghiệp Nhưng tâm địa của họ vẫn là rất thiện lương Tạo tác nghiệp ác là do họ không biết Họ không biết đó là tạo nghiệp ác Sát sanh ăn thịt Họ cảm thấy sát sanh ăn thịt là việc rất bình thường Họ không có cảm thấy đó là nghiệp ác nhưng người này tâm địa vẫn là rất tốt đây là chúng ta quan sát tỉ mỉ quan sát thấy từng phương diện nếu như tâm người này bất thiện thường hay nghĩ cách hại người dành lấy tiền của của người khác làm hết những việc tổn người lợi mình Người như vậy lúc sắp mạng chung Phần lớn đều là mê hoặc điên đảo Cả một đời cậy thế ức hiếp người Thậm chí lúc về già Bị chính mất trí Hoàn toàn mất hết trí nhớ Mê mang bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn chưa dứt nằm ở trên giường như vậy tám năm mười năm chúng ta nhìn thấy ở thời đại này rất nhiều cho nên tu thiện là vô cùng quan trọng đoạn này chúng ta phải nên nhớ kỹ đây là căn cứ lý luận cho việc trợ niệm con người lúc lâm chung nếu như chúng ta gặp phải chúng ta giúp đỡ họ như thế nào lúc lâm chung thời khắc mấu chốt có thời gian rất ngắn phải có phương pháp hiệu quả nhất bất luận là họ cả đời học phật hay là không học phật Thậm chí là phản đối Phật Phỉ bán Phật Cũng mặc kệ Lúc sắp lâm chung họ bị bệnh nặng Nằm ở trên giường Họ không thể làm chủ được Chúng ta làm chủ Chúng ta niệm a di đà Phật để cho họ nghe Không nghe họ cũng phải nghe Là gieo thiện căn cho họ hơn nữa phải khuyên bảo họ tuyệt đại đa số lúc lâm chung dù cả đời không tin phật đến lúc lâm chung có lẽ họ sẽ tin lúc này nhắc nhở họ nói cho họ biết lợi ích của niệm phật vào lúc này họ có thể nghe được danh hiệu một vị bồ tát hoặc danh hiệu một đức phật vào lúc này Dùng danh hiệu Phật Bồ Tát là có lợi ích nhất Đại thừa kinh điển nhất cú nhất kệ Nhất cú nhất kệ là không cần đi tìm kinh nào khác Thời khắc mấu chốt này Buông xả vạn duyên Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ bất luận cảnh giới gì hiện tiện nếu như bạn nói cho họ nghe một câu kinh văn như phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng mọi thứ chẳng cần quan tâm nói với họ chắc như đinh đóng cột không có một mảy may nghi ngờ nào cả chỉ mới là thật sự giúp đỡ họ cho dù trong đời họ tạo tội nghiệp cực nặng bởi nhờ thiện duyên này nên tội báo của tội nghiệp đó không thể hiện tiền cho nên quỷ dương nói ngã quán như thị mối nhân trừ ngủ vô gián sát hại chi tội tội này thì vô phương rồi vì sao chị tội này quá nặng rồi Năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Làm cho thân Phật chảy máu Phá hòa hợp tăng Tội này quá nặng rồi Quỷ Dương nói trừ năm tội vô gián sát hại Quỷ Dương không thể giúp được Thế nhưng chúng ta biết rõ cho dù tạo tác năm tội nghiệp vô gián lúc lâm chung nếu như đầu óc sáng suốt có thể sám hối niệm phật vẫn có thể giảng sanh trên kinh có nêu thí dụ trong quán vô lượng thọ kinh nói với chúng ta vua a xà thế chính là người tạo tác tội sát hại ngũ vô gián Lúc ông sắp mạng chung sám hối Niệm Phật cũng giảng sanh Thứ Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết Ông giảng sanh phẩm gì rất cao Là thượng phẩm trung sanh Cho nên chúng ta đối với người tạo tội nghiệp Cũng không dám xem thường họ Không chừng họ vẫn sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta không được phép xem thường chỉ cần chưa chết đều có thể được cứu đến phút lâm chung cuối cùng chưa dứt hơi thở vẫn có thể cứu được hơi thở đó dứt rồi thì vô phương vậy thì hết cứu rồi giống như phía trước nói Người thân quyến thuộc giúp họ tu bố thí lớn Cũng chỉ có thể độ họ cao nhất Có thể độ họ đến cõi trời đau lợi Họ không thể giảng sanh Không thể ra khỏi tam giới Lúc còn chưa dứt hơi thở Có thể giúp họ giảng sanh Khuyên họ thật sự tin tưởng Thật sự sám hối Thực sự niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Thì không có người nào không được độ Cho nên Pháp môn tịnh tông là không thể nghĩ bạc Cả đời tạo nghiệp ác rất nhỏ Hiệp đọa ác thú giả Đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục Những tội nghiệp này khi bạn tu những việc thiện này Thì tâm tức giải thoát Tâm là thời gian rất ngắn Cho nên Công đức của việc nghe danh hiệu Phật Là không thể nghĩ bạc Đây là Nhà niệm Phật thường nói Công đức của danh hiệu Phật Là không thể nghĩ bạc Mời xem kinh văn dưới đây Phật cáo chủ mạng quỷ vương Nhữ đại từ cố Năng pháp như thị đại nguyện Ơ sanh tử trung hộ chư chúng sanh Đây là Phật khen ngợi quỷ vương chủ mạng Đại từ Ở đây không có khác gì so với tâm đại từ bi Của Phật hộ niệm tất cả chúng sanh Quỷ vương lại có nguyện vọng Ở trong sanh tử hộ niệm Tất cả chúng sanh lớn như vậy Là không có khác gì So với bi nguyện của Bồ Tát Cho nên những vị quỷ dương này đều là do bồ tát hóa hiện ở trong đó ở trong cõi này cần dùng thân quỷ dương mà độ được liền hiện thân quỷ dương mà thuyết pháp thực sự các ngài không phải là người phạm Nhược vị lai thế trung Hữu nam tử nữ nhân Chí sanh tử thời Nhữ mạc thoái thị nguyện Tổng lệnh giải thoát Vĩnh đắc an lạc Mấy câu nói này Là lời Thích ca mâu Ni Phật Khuyến khích quỷ dương Khuyên ông Đừng thối tâm quên lãng Lời hoàng nguyện từ bi đó Lời khuyên này vô cùng quan trọng Bởi vì Càng vào thời mạt Pháp Thì chúng sanh tạo nghiệp ác sẽ càng nhiều Tạo tội nghiệp càng sâu càng nặng Càng rộng lớn Trong tình trạng như vậy chỉ sợ quỷ thần nhìn thấy sẽ thối tâm. Cho nên lời căn dặn này vô cùng quan trọng. Chúng ta đọc kinh. Hiểu rõ những tình trạng này. Cũng cần phát nguyện. Hết lòng hết sức Giúp tất cả chúng sanh Đoạn ác tu thiện Làm được như vậy Cũng là gián tiếp giúp cho những quỷ dương này Sanh tâm hoan hỷ Làm kiên định tín nguyện của họ Không đến nỗi thoái tâm Tuy chúng sanh tạo nghiệp ác rất nhiều Vẫn còn một số người hành thiện Tuy người mơ hồ nhiều Nhưng vẫn còn một số người sáng suốt Đây là niềm an ủi đối với quỷ dương Mời xem kinh văn Quỷ dương bạch Phật ngôn Nguyện bất hữu lự Ngã tất thị hình Niệm niệm ủng hộ Diêm phù chúng sanh Sanh thời tử thời cụ đắc an lạc Quỷ dương là Bồ Tát thị hiện Chứ không phải phạm phu Ngài là phát nguyện đến độ chúng sanh Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi khuyến khích Ngài ngài tiếp nhận lời giáo huấn của phật bạch giới phật xin phật đừng lo lắng nguyện bất hữu lự ngã tất thị hình tất thị hình tức là chúng ta gọi là hy sinh cả mạng sống và thân hình này niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh ngày hiện cái thân này hiện ra thân phận quỷ dương Nhấn thân vào sự nghiệp này sự nghiệp này chính là hộ niệm Việc sanh tử của tất cả chúng sanh trong thế gian Hy vọng trong thời khắc bước ngoặt sanh tử ấy Đều có thể được an vui đã nguyện chư chúng sanh Ư ừ sanh tử thời tính thọ ngã ngữ Vô bất giải thoát hoặc đại lợi ích Đây là sự kỳ vọng của chủ mạng Quỷ Dương. Đối với chúng sanh lúc sanh tử. Chúng ta trong thời khắc sanh tử phải nhớ kỹ lời của Quỷ Dương. Vào lúc này, nhất định phải đoạn ác tu thiện. Thật sự hiểu rõ rồi Lúc còn sống Phải biết được Tu đại cúng dường Tu đại bố thí Thì quý dương này sẽ sanh tâm vô cùng quan hỷ Hết lòng hết sức ủng hộ bạn Bạn nhất định sẽ không bị đọa ba đường ác Ở trong Chú giải Pháp Sư Thanh Liên Trích dẫn Kinh Để chứng minh Ở đây Ngài đã trích dẫn ba đoạn Ý nghĩa của ba đoạn đều hay Đoạn thứ nhất ở trong Kinh Thế Ký Phật nói Nhất thiết nam tử nữ nhân Sơ thủy sanh thời Giai hữu quỷ thần tùy trục ủng hộ nhược kỳ tử thời Bỉ thụ hộ quỷ nhiếp kỳ tinh khí kỳ nhân tắc tử cố là bởi vì nguyên nhân này chủ mạng quỷ dương nguyện nhân sanh thời tử thời thận vật sát hại ưng tu thiện duyên Điều này quan trọng Tuyệt đối không phải mê tín. Đoạn thứ hai trích dẫn Đại Tập Kinh Vân Nhược tu từ giả đương xạ thân mạng thời Xã thân mạng chính là lúc lâm chung Kiến thập phương Phật thủ ma kỳ đỉnh Mông thủ xuất cố Tâm an khoái lạc Tâm đắc vãng sanh thanh tịnh Phật độ Đây là lúc lâm chung niệm Phật Lúc còn sống Có tâm từ bi Tâm từ bi là có thể xả được Vui vẻ bố thí cúng dường Phước huệ song tu Lâm chung nhìn thấy Phật Sau cùng trích dẫn một đoạn khai thị của Đại sư Liên Trì Tuy chỉ nói có hai câu Nhưng rất quan trọng Cố vân thê hữu tế tiên bất nghi sắc sanh Dĩ tư minh phước câu nói này là do ngài Đại sư Liên trì nói cúng tế ông bà tổ tiên không nên sát sanh bạn cúng tế ông bà tổ tiên mà sát sanh món nợ nghiệp sát của sát sanh này sẽ trút lên đầu ông bà tổ tiên vì sao vậy vì họ mà giết không cúng tế là không sát rồi Vì họ mà giết Cho nên tội này Là bạn làm nặng thêm tội nghiệp của tổ tiên Đây gọi là đại bất hiếu Nhưng nghiệp sát này Giống như công đức nói ở phía trước vậy Bạn không nên cho rằng tôi cúng tế tổ tiên Nghiệp sát này họ gánh rồi Tôi sẽ hết chuyện Thì thì bạn sai rồi Nghiệp sát này có bảy phần Thì người sát sanh là chiếm sáu phần Còn tổ tiên chỉ một phần Cùng đạo lý giống nhau Bạn phải biết Là bạn du oan giá họa cho họ Chứ họ không có bảo bạn giết Bạn vì họ mà giết Cho nên trách nhiệm nghiệp sát này Mình vẫn phải gánh chịu sáu phần Còn tổ tiên chỉ gánh chịu một phần kẻ còn người mất đều bất lợi. Đại sư liên trì cũng là bậc tái lai, ngài biết những chân tướng sự thật này. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Trong phần khoa đề tựa là Như Lai Phát Bổn Nói rõ Chân tướng sự thật này Nhĩ thời Phật cáo địa tạng Bồ Tát Trên thực tế là nói với mọi người chúng ta Thị đại quỷ vương chủ mạng giả Đây là chủ mạng quỷ dương Dĩ tầng kinh bách thiên sanh tác đại quỷ dương Ơ sanh tử trung ủng hộ chúng sanh. Vì quỷ dương này từ bi đến cực điểm. Thị đại sĩ từ bi nguyện cố, hiện đại quỷ thân, thực phi quỷ giả. Ngài là Bồ Tát, Pháp thân đại sĩ ngài không phải thực sự là quỷ thực sự là quỷ thì làm gì có tâm tốt như vậy bồ tát thị hiện thân quỷ để chủ trì sự việc lúc sống lúc chết của tất cả chúng sanh chúng ta cần hiểu rõ những chân tướng sự thật này Đại sư Thanh Liên ở trong chú giải Trang 131 hàng thứ nhất Từ trong đó Ngài có kể một câu chuyện Ngài kể chuyện xưa kia Ngài Đạo Sanh Thuyết Pháp tại Hổ Khâu Đây là Pháp Sư Đạo Sanh Tôi nghĩ các chị đều rất quen thuộc Rất nhiều người đến từ Tô Châu đều từng thấy Hổ Khâu Ngài Đạo Sanh Thuyết Pháp Ngay cả đá cũng gật đầu Mọi người cũng có thể đi xem thử những tích xưa này Ngài kể có một lần Pháp Sư Đạo Sanh thuyết Pháp Nhìn thấy một con quỷ Quỷ hiện thân Mỗi ngày đến nghe Pháp Ngài Đạo Sanh liền nói với con quỷ đó Ngươi hiện nay là quỷ Tại sao ngươi không đầu thai đến cõi người Ngài Đạo Sanh khuyên con quỷ này đầu thai đến làm người Quỷ trả lời Ngài Quỷ dùng thơ đáp Tác quỷ kinh kim ngũ bách thu Chứng tỏ ông ta làm quỷ đến nay đã 500 năm rồi Giả vô phiền não giả vô sầu Ông ta làm quỷ mà chẳng có phiền não Cũng chẳng có ưu sầu Sân công khuyên ngã vi nhân khứ Chỉ khung vi nhân bất đáo đầu Ông ta nói làm quỷ là vẫn tốt hơn Quỷ nghe kinh Họ cũng khai ngộ cho nên chủ mạng quỷ dương đây là đại quỷ dương ở trong chùa diêm la đại quỷ dương cai quản việc lớn sống chết của con người đây là bồ tát hóa thân đến chứ không phải quỷ phía sau Phật còn nói thêm một đoạn chúng ta hãy đọc qua một lần khứ hậu quá nhất bách thất thập kiếp đương đắc thành Phật hiệu viết vô tướng như lai kiếp danh an lạc thế giới danh tịnh trụ kỳ Phật thọ mạng bất khả kế tiếp đây là Phật ở chỗ này nói thọ ký Nói rõ Chủ mạng đại quỷ dương Tương lai sau này Ông thành Phật Hiện nay ông là dùng thân phận quỷ dương Đang hành Bồ Tát Đạo Đang tu Pháp lục độ Đang hành Bồ Tát Đạo Cho nên hành Bồ Tát Đạo Dùng đủ dạng thân phận khác nhau Đủ dạng ngành nghề khác nhau Là ngay trong đời sống hiện tiền của bạn Tổng công việc hiện tiền của bạn mà tu học Chủ mạng quỷ dương đây cũng đã làm mẫu rất tốt cho chúng ta xem rồi Được rồi hôm nay chỉ dẫn đến đây A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật No. Mm -hmm.